tu luyện kỹ thuật đẩy cầu hai nhịp khiến đối phương mất chân. Em cần là khi anh vào anh phải miết nhanh cái đầu vào được vào trong. Đấy, đúng rồi. Anh lúc anh vào anh vẫn bị ngang, anh vào vẫn bị đang bị như này. Ok, miết vào. Chưa. Đấy. Chuẩn. Đúng rồi anh Hùng. Anh Hùng đôi khi anh Hùng vào vẫn bị kiểu đến đây này. Hơi cắt. Miết vào, vặn xoắn vào. Xoay cái ngón, xoay ngón này vào, xoay ngón vợt. Okay. Xoay ngón tay ấy, ngón tay ấy. Đấy. Rồi. Đúng nhịp rồi, ok. Tiếp. Ok. Chuẩn. Tiếp. Ok. Tiếp đi. Đúng rồi. Đấy, miết vào. Tốt. Chính xác. Co. Đúng rồi. Làm nhẹ lực anh ngoài hết rồi. Nhẹ lực nữa.